Một công cụ chuyển văn bản thành giọng nói, và quan trọng là cái giọng nói đấy nó giống như giọng nói của các bạn 90-95%. Và các bạn hãy nghe thử nhé. Shop dịp Tết thế nào để không bị trừ điểm và bóp tương tác? Dưới đây là hướng dẫn vận hành TikTok Shop dịp Tết, xem và lưu lại ngay để áp dụng nhé. 1. Nếu tôi bán hàng xuyên Tết, tôi nên lưu ý điều gì? Nhà bán hàng cần nhớ. Ok, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra một cái phiên bản giọng nói giống như cái cá nhân của bạn 90-95%, để các bạn có thể tạo ra những cái video ở trên TikTok, ở trên mạng xã hội, ở trên YouTube, đúng không ạ? Hoặc là các bạn muốn sáng tạo nội dung thì đây là một trong những cái cách giúp cho chúng ta có thể tạo ra cái giọng nói giống như chúng ta. Để tạo ra cái giọng nói như thế này á, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái công cụ có tên là Eleven Lab. Đối với công cụ này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tính năng. Đầu tiên là tính năng về voice. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ ấn vào nút là Add New Voice nhé. Ở đây á, thì nó sẽ có 4 tính năng. Tuy nhiên chúng ta sẽ sử dụng hai tính năng chính, đó chính là Clone Voice và Personal Voice. Nếu như các bạn sử dụng cái tính năng là Clone Voice á, thì các bạn sẽ cần một cái đoạn âm thanh dài khoảng 2 phút và các bạn sẽ tiến hành là up lên và nó sẽ nhân bản dựa trên cái mẫu âm thanh gốc của bạn. Tuy nhiên cái độ chân thực của cái loại Clone Voice này thì nó sẽ không thể tốt bằng Personal Voice. Và hiện tại thì mình đang sử dụng cái công cụ chính là Personal Voice. Đối với công cụ Personal Voice á, thì các bạn sẽ phải chuẩn bị một cái đoạn âm thanh là từ khoảng ít nhất là từ 2 cho đến 3 tiếng các bạn nha. Bởi vì thời gian càng dài thì nó sẽ giúp AI nó sẽ học cái giọng nói này, học cái cảm xúc này, cái đoạn ngắt nghỉ trong cái âm thanh của chúng ta tốt hơn. Ví dụ như ở đây thì mình đã sử dụng và mình đã tạo ra được một cái giọng nói các bạn nhé. Đối với tính năng Clone Voice, các bạn chỉ cần tích vào cái công cụ này, sau đó các bạn sẽ đặt tên cho cái mẫu văn bản của chúng ta. Tiếp theo thì các bạn sẽ up cái file audio mà các bạn nhớ nhé, để cái âm thanh của bạn có chất lượng tốt nhất thì các bạn nên nói với một tốc độ vừa phải. Thứ hai nữa, ở trong cái môi trường thu âm của chúng ta sẽ không có tạp âm và các bạn nên thu âm bằng thiết bị chất lượng, ví dụ như những con mic như là DJI hoặc là những con mic GoTrek hoặc là những con mic Rode hoặc là những cái mic thu âm nào cũng được, nhưng mà miễn sao là cái chất lượng âm thanh của bạn càng rõ càng tốt thì nó sẽ cho cái đầu ra âm thanh của chúng ta chất lượng hơn. Các bạn có thể up lên là từ khoảng 5 cho đến 25 cái mẫu voice của chúng ta, và số lượng mẫu của chúng ta càng nhiều á thì cái độ chân thực của chúng ta nó sẽ càng chính xác. Lưu ý, nếu như các bạn muốn là các cái từ văn bản của chúng ta nó sẽ nói chính xác thì các bạn nên nói với các cái từ khóa và các cái giọng điệu nó khác nhau, từ cái giọng điệu bán hàng, giọng điệu cao thấp và giọng điệu của chúng ta chia sẻ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều cái ngữ cảnh và cách nói chuyện hơn, thì từ đó cái Clone Voice của chúng ta ra thì nó sẽ chuẩn xác hơn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã tiến hành là up cái mẫu lên của chúng ta rồi ấy, thì ở đây mình sẽ up lên đâu đấy tầm 5 mẫu nha các bạn. Sau khi các bạn đã tiến hành là up mẫu xong thì các bạn sẽ tiến hành ấn vào nút Add Voice và các bạn đợi cái hệ thống nó xử lý. Và sau khi các bạn đã tiến hành là tạo ra cái voice xong á, thì các bạn có thể sử dụng nó để chuyển cái văn bản thành giọng nói các bạn nha. Đây các bạn nhé. Dưới đây là hướng dẫn vận hành TikTok Shop dịp Tết, xem và lưu lại ngay để áp dụng nha. Rồi ok, như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta sử dụng một công cụ chuyển văn bản thành giọng nói. Ngoài ra ở công cụ này thì có rất là nhiều những công cụ khác, như là các bạn cũng có thể là sử dụng các cái mẫu có sẵn ở đây, thì các bạn cũng có thể sử dụng rất nhiều cái mẫu voice ở đây người ta đã chuẩn hóa sẵn rồi và người ta đã training sẵn rồi nha, có cả giọng nói của Việt Nam và cả giọng nói của nước ngoài. Nếu như các bạn muốn xây kênh hay là các bạn muốn tạo ra những cái âm thanh hoặc là cái ngôn ngữ thì các bạn cũng có thể là phân tích theo xu hướng này hoặc là phân tích theo cái ngôn ngữ của quốc gia. Đấy, các bạn có thể phân tích ở đây, thì ở đây chúng ta có rất, ở Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều những cái giọng MC khác nhau. Ok, các bạn có thể thử và trải nghiệm nhé. Và chúc các bạn thành công.